Sự bộc lộ đam mê và sự khéo tay với công việc bếp núc từ khi còn rất nhỏ, Nguyễn Thị Yến Nhi đã nuôi ước mơ trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp. Qua một thời gian được học tập và rèn luyện ở trường Cao đẳng Du lịch Huế, Yến Nhi đã dần thành thạo với nghề bếp và trở thành một gương mặt trẻ tiêu biểu của nhà trường. Là học sinh ba rèn luyện và luôn đi đầu trong các hoạt động phong trào. Đặc biệt, Yến Nhi đã đạt được nhiều thành tích khá cao trong các cuộc thi về nghề bếp. Hãy cùng gặp gỡ cô bạn này trong một bạn trẻ hôm nay. Bằng sự đam mê và tình yêu về ẩm thực nên mình đã cố gắng tạo ra những món ăn hấp dẫn. Mình cảm thấy rất vui và tự hào khi có thể chế biến được những món ăn ngon và được mọi người yêu thích. Gia đình mình lúc đầu cũng rất lo vì ngành bếp lắc sợ không có hợp. Mình cũng tìm hiểu về các trường để có thể phù hợp để cho mình theo học. Và sau khi tìm hiểu thì mình thấy trường Cao đẳng Du lịch và nên mình đã quyết định học ở đây để có thể theo đúng được niềm đam mê của mình. Tốt nghiệp trung học cơ sở, không giống những bạn cùng trang lứa, Yến Nhi đã chọn trường Cao đẳng Du lịch Huế là nơi nuôi dưỡng ước mơ nghề đầu bếp, cũng như tiếp tục hành trình học văn hóa của mình. Để chinh phục những khát vọng và đam mê, cô gái trẻ luôn nỗ lực học tập và rèn luyện, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách. Học giỏi đều các môn và bạn trẻ này lại có một tình yêu đặc biệt với chế biến món ăn. Cũng chính vì thế mà Yến Nhi đã có được kiến thức nền tảng vững chắc trong hành trình học tập và theo đuổi nghề bếp chuyên nghiệp. Để là một học sinh ba rèn luyện thì mình đã sắp xếp lịch học để có thể ổn định học văn hóa và học nghề và mình chấp hành các nội quy quy định và tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa và cộng đồng. Ngay từ đầu năm học thì một trong những cái tố chất mà mình đánh giá bạn là một trong những người mà rất chi là ngoan hiền và rất tích cực trong học tập, và đặc biệt là với vai trò là một lớp trưởng của lớp thì Yến Nhi rất tích cực và đặc biệt là hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ mà giáo viên chủ nhiệm là giao cho. Không chỉ dừng lại ở những bài học trên lớp, cô gái trẻ rất thích thú khi cùng bạn bè trao đổi và tìm hiểu thêm nhiều kiến thức, tài liệu về ẩm thực, đặc biệt là văn hóa ẩm thực địa phương. Để nắm chắc, học tốt cả môn học cũng như nâng cao kiến thức nghề bếp, Yến Nhi luôn tự tìm cho mình những phương pháp học tập và rèn luyện riêng. Bằng sự đam mê của mình thì mình đã nỗ lực cố gắng và theo mình thấy mình theo nghề bếp này là rất là đúng, bởi vì mình được thỏa sức đam mê sáng tạo và được tạo những món ăn ngon. Mình là theo khối xã hội nên mình thường lên thư viện để kiếm những cuốn sách liên quan về văn hóa, và theo đó là có những cuốn sách về nghề là mình cũng thường lên đây để đọc và để có thể kiếm được nhiều kiến thức nghề bếp hơn. Nghề bếp cần sự tỉ mẩn, chi tiết, vì vậy Yến Nhi luôn cố gắng lĩnh hồi kiến thức thầy cô hướng dẫn, từ việc tỉa hoa, trang trí món ăn cho đến cách ướp gia vị, đặc biệt là cách chế biến món ăn. Những giờ thực hành luôn mang đến nhiều điều thích thú cho cô gái trẻ. Với sự đam mê cần cù và chăm chỉ học hỏi, tay nghề của Yến Nhi từng bước nâng lên rõ rệt. Mỗi bài học đều mang đến sự trải nghiệm hấp dẫn, mới lạ, từ cả món ăn Á sang Âu, ẩm thực truyền thống đến ẩm thực hiện đại. Trong quá trình học và rèn luyện cùng Yến Nhi thì mình thấy bạn Yến Nhi trong học văn hóa thì bạn là một người rất là giỏi về các môn, còn về mảng nghề thì bạn cũng là một người rất là nhanh nhẹn, bạn có tay nghề bếp rất là thuần thục và luôn giúp đỡ mọi người trong lớp, là lớp trưởng cả song song cả hai chương trình vừa văn hóa vừa nghề. Bạn Nhi vẫn luôn tích cực tham gia các hoạt động của trường cũng như là ở lớp. Yến Nhi đã thể hiện năng khiếu vượt trội trong nghề, mạnh dạn đăng ký tham gia cả cuộc thi nấu ăn do nhà trường tổ chức. Đó cũng là khởi đầu cho hành trình chinh phục liên tiếp những giải thưởng cao trong nghề bếp. Trải nghiệm có được từ các cuộc thi đã mang đến nhiều điều hữu ích đối với cô gái này. Bên cạnh việc rèn luyện chế biến ẩm thực, Yến Nhi còn có cơ hội hiểu hơn các giá trị văn hóa ẩm thực của nhiều vùng đất khác nhau. Mình cũng đã thử sức với các cuộc thi ẩm thực như là bếp trẻ, tìm kiếm sứ giả ẩm thực xứ Huế. Trong cả cuộc thi thì mình đã chọn những món truyền thống để tham gia, và đó cũng là thế mạnh của mình. Và sau một cuộc thi đấy thì giúp mình được có thêm nhiều được trải nghiệm hơn và những kỹ năng mới hơn.
Yến Nhi có một cái là rất ham mê về cái nghề chế biến món ăn này, và đặc biệt là tích cực tham gia vào các cái hoạt động liên quan đến các cái cuộc thi bếp. Hầu như là các cuộc thi nào cũng đã đạt được cái giải mà do ban tổ chức đề ra. Và thông qua của mỗi cái lần thi này, mình thấy Yến Nhi trưởng thành hơn rất nhiều về mặt kỹ năng. Và đây chính là những cái hành trang tốt để mấy bạn thành công trong cái nghề nghiệp của mình. Với Yến Nhi, người đầu bếp không chỉ tạo nên những món ăn ngon, đẹp bằng đôi tay, mà còn phải tạo nên các giá trị sau món ăn hấp dẫn bằng trái tim mình. Một người đầu bếp giỏi đòi hỏi phải có rất nhiều yếu tố, trong đó khả năng sáng tạo là điều quan trọng nhất. Bởi nấu ăn là một nghệ thuật, người đầu bếp là một nghệ sĩ. Sáng tạo sẽ giúp người đầu bếp phát triển, theo đuổi niềm đam mê và khẳng định thương hiệu của bản thân. Nhi cảm thấy là đam mê với cái nghề đầu bếp này và nên gia đình đã ủng hộ bạn. Mình thấy vui và tự hào khi thấy Yến Nhi trưởng thành hơn mỗi ngày. Yến Nhi có thể vừa học tốt về văn hóa mà bên cạnh đó vừa tốt về bên nghề, có thể làm nhiều được món ăn hơn, sáng tạo hơn. Nguyễn Thị Yến Nhi đã và đang chinh phục ước mơ trở thành một đầu bếp giỏi bằng những lối đi riêng của mình. Những món ăn ngon, hấp dẫn, độc đáo luôn mang theo thật nhiều tình cảm của cô gái trẻ. Đó là cách để Yến Nhi thể hiện niềm tự hào và trân quý các giá trị văn hóa ẩm thực quê hương. Bởi văn hóa ẩm thực là yếu tố góp phần tạo nên nét đặc trưng riêng có cho mỗi vùng miền, mỗi quốc gia.